Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Nail and Beauty trên làn sóng Việt Radio Dallas 1480 AM cũng như là Houston 1560 AM Houston Cũng như trên làn sóng của VNTV Thưa quý vị trong chương trình Nail and Beauty ngày hôm nay Được sự bảo trợ bởi công ty T4 Concept and Design Và công ty có rất là nhiều mẫu mới trong mùa này Quý vị hãy liên lạc với T4 qua số điện thoại là 1888 502 8307 hoặc quý vị có thể vào website của T4 Spa com và xin giới thiệu với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của Yên Vi và Tùng Huynh. Thượng mình xin kính chào một lần nữa đến tất cả quý khán giả đang nghe đài, đang xem đài cũng như là Yên Vi và Tùng Huynh. Dạ trước tiên thì uh, Yên Vi xin uh, gửi uh, lời chào đến chị và cũng như là quý khán giả đang uh, theo dõi chương trình Beauty Nails and Beauty. Dạ, yeah, à, em tên là Tùng Huỳnh, thì em là đại diện của T4 đến với quý vị ngày hôm nay. Dạ. Yeah. À, anh Tùng Huỳnh đẹp trai thì đã xuất hiện một lần rồi, chắc là quý khán giả cũng còn nhớ. Uyên Vi thì cũng đã lên show này rồi đúng không? Yeah. Nhưng mà Uyên Vi thì cũng không lạ gì đến với những cư dân của thành phố Hươu Sinh, một gương mặt quen thuộc, giọng hát cũng rất là quen thuộc với chúng ta. À, nhưng mà ngày hôm nay thì lên đây Uyên Vi sẽ không có hát, tuy nhiên sẽ nói về vẻ đẹp Hiêu Sinh, phải không? Dạ. Yeah. À, thưa quý vị và cũng như là chị em xin thưa chút xíu là uh, vẻ đẹp hi sinh là cũng một cái um, cơ hội để cho những uh, người uh, doanh nhân họ đến với nhau uh, thì cái hội thảo này um, cái cái mục đích của nó là trao đổi uh, về ngành đẹp uh, vì thế cho nên có cái tự đề đó là vẻ đẹp hi sinh Dạ thì chắc chút nữa thì tụi em sẽ nói thêm là vẻ đẹp hi sinh là gì <laughs> à, Đúng rồi uh, vậy thì uh, ai sẽ là người nói vẻ đẹp Houston là gì <laughs> Tùng oh. hay là Vi chắc bắt đầu cho Tùng đi dạ <laughs> yeah, uh, thực sự cái lý do như cũng uh, cái vẻ đẹp Houston là một cái chương trình mà cũng nhiều người hỏi em tại sao đặt cái show này là vẻ đẹp Houston thì uh, em thấy ở Houston như tiền trước chị cũng hỏi em thì và cái Houston mình có rất nhiều thứ đẹp mà mình thì rất có nhiều ngành nghề liên quan tới vẻ đẹp như là nail, tóc microblading rất là nhiều thứ thì đây là cơ hội là mình để connect mình kết nối tất cả các ngành nghề lại với nhau mình cùng nhau trao đổi kinh nghiệm giữa các chủ và những người mà muốn học hỏi thêm về ngành làm đẹp yeah. thì đó là lý do tụi em đặt tên là vẻ đẹp Houston nghe thì nếu như mà nghe qua vẻ đẹp Houston đó, thì tự minh lại tưởng tượng đây là một cái show về du lịch <laughs> đúng không ạ giống như là những địa điểm đẹp của hiếu sinh nhưng mà qua lời giải thích của tùng hình thì đây không phải là một cái show về du lịch giới thiệu về hiếu sinh nhưng mà một cái show về nó liên quan với nail and beauty và những cái ngành nghề nói chung là làm đẹp khác cho con người của chúng ta đúng không à, vậy thì đến với vẻ đẹp hiếu sinh những cái người thương gia những cái người chủ những cái người mà tham dự sẽ đạt được cái gì dạ um, tới với cái uh, workshop tụi em gọi là hội thảo vẻ đẹp houston thì mục đích một lần nữa đó là nâng cái um, tầm kiến thức và cũng như là làm sao để phát triển cái kinh doanh của tiệm của họ uh, dù là nail stock hay là uh, microblading hay là lash studio vân vân thì trong hội thảo um, mỗi lần mà tụi em có cái hội thảo thì đang uh, định là tổ chức cứ cách một tháng sẽ có một lần, nghĩa là cái đầu tiên là sẽ là ngày 1 tháng 5 uh, sắp tới đây, uh, thứ tư, từ uh, 7 giờ cho tới 9 giờ. Lý do mà tụi em làm chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi thì quý vị cũng biết là quý vị mở tiệm cũng trễ, 6 rưỡi có thêm 7 giờ với ra. Thì cái ngày thứ tư cũng là ngày coi như là uh, đỡ đông so với những cái ngày khác. Uh, cho cho chủ tiệm để có thể rời khỏi tiệm mình sớm chút xíu để đến với hội thảo thì với hội thảo đó uh, những mỗi lần mà họ đến với hội thảo thì sẽ có những diễn, uh, những keynote speaker khác nhau về những uh, ngành nghề khác nhau để đến chia sẻ uh, thì trong những cái chủ đề chính mà tụi em muốn tập trung đến thì có thể nó sẽ uh, vây quanh về cái um, làm sao để tiếp thị hay là quảng cáo cho tiệm của mình thứ nhất marketing uh, thứ hai có thể là tài chính kế toán giống như là khi mà quý vị uh, làm ra những cái số tiền lớn như vậy thì mình phải khai thuế ra sao uh, những cái luật lệ ra sao hoặc là quý vị đang có những cái tiệm mình uh, bị seaport xuống uh, test hay là inspection nhưng mà mình fail cái này fail cái kia thì tụi em cũng đã có mời những cái người mà gọi là có thể giúp cho quý vị làm sao để chúng ta không có phạm những cái lỗi lầm đó kỳ sau à, và hơn nữa có thể là những cái quy định uh, như là uh, làm sao bảo vệ cho cái tiệm của mình qua những cách như là bảo hiểm à, và hơn nữa là những quý vị mà làm tiệm nail thì rất là nhiều tiền à, chị cũng biết đó à, một tiệm có thể kéo mấy trăm ngàn một năm thì sau những cái số tiền mà họ phải đóng thuế ra thì những số tiền họ muốn thì phải đầu tư thêm thì sẽ có những uh, người đẹp chuyên gia để à. giúp cho họ đầu tư ra sao để càng ngày càng 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 thành công thêm thì đó là những cái mà uh, chủ đề chính của cái hội thảo nghĩa là cái vẻ đẹp hiếu sinh này bắt đầu từ ngày 1 tới tháng 5 và sau đó thì sẽ có mỗi tháng một lần đều đạt như vậy dạ à, cách, là... cách mỗi tháng cách mỗi tháng dạ. là hơi như hai tháng một lần dạ, dạ. thì dạ. bây giờ đó là tụi em định là cố gắng làm sao mà cứ uh, ngày 1 của mỗi tháng, Thí dụ như là kỳ này là ngày 1 tháng 5. thì kỳ sau sẽ là ngày 1 tháng 7. À. dạ rồi tới là kỳ 1 tháng chín. <laughs> uhm, dạ. nghĩa là cách tháng là một một lần, hai tháng chúng ta sẽ tổ chức một lần. Dạ. À, vào đầu tháng thì cái mục đích để mà đến với cái vẻ đẹp hy sinh thì uh, huỳnh cũng như là tùng huỳnh cũng như là yên vi cũng đã giới thiệu rồi. À, vậy thì những cái diễn giả À, Uyên Vi cũng vừa mới nói là những diễn giả sẽ có rất là nhiều những cái thành phần diễn giả khác nhau với những cái chủ đề khác nhau trong mỗi tháng. Mà mỗi một cái tháng mình một cái show mình tổ chức như vậy đó, thì là có mấy diễn giả? Dạ, yeah, uh, lần đầu tiên uh, với đến với vẻ đẹp uh, Houston Workshop đó, thì kỳ này sẽ có 5 diễn giả. Mm. Uh, một trong những năm diễn giả đó là uh, có công ty T4 uh, sẽ có là Tùng đây sẽ là một người đại diện để nói về sản phẩm của Pedicure Chairs. Tại vì quý vị cũng biết nếu mà nói về ngành nails thì cái ghế là cái mà uh, mang đến nhiều thu nhập nhất cho tiệm. Thì uh, những cái sản phẩm mà đến với lại workshop của um, Vẻ Đẹp Hyson sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu thêm là cái sản phẩm quý vị đang sử dụng là gì và có thể hiểu thêm những cái sản phẩm ở ngoài thị trường và chúng ta có thể lấy cái kiến thức đó để mình compare sử dụng được cho cái tiệm của mình hay không hay là mình có thể trao đổi những cái câu hỏi với những người chuyên gia trong cái lĩnh vực đó thì em nghĩ là chắc em phải đưa cho Tùng để Tùng giải thích là uh, với hội thảo thì Tùng sẽ chia sẻ những gì? Dạ vâng, trước khi mà Tùng có thể nói về cái hội thảo thêm nữa về những cái chi tiết á. Thì cho phép tụi mình được đọc cái số điện thoại của chương trình dạ. Đó là 713-931-1560 à, Trong khi mà Uyên Vi cũng như là Tùng Huỳnh à, Đang nói về cái show Vẻ Đẹp hy Sinh Cái hội thảo này Thì quý vị có thể gọi vô trong chương trình Nếu quý vị có những thắc mắc à, Muốn gửi đến cho Uyên Vi và Tùng Huỳnh Thì quý vị cứ đừng ngần ngại gọi vô trong show Qua số điện thoại là một lần nữa 713-931-1560 Nếu quý vị có câu hỏi nhé Và quay trở lại với Tùng Tùng à, có thể giới thiệu về những cái uh, diễn giả trong cái uh, hội thảo này uh, Trong những người diễn giả đó là có T4 phải không? Dạ yeah. Thì uh, nội dung T4 đem đến trong cái hội thảo tới đây là gì? Dạ yeah, thì em um, cảm ơn là hôm nay là T4 là rất là hân hạnh được sponsor cho chương trình Vẻ Đẹp Houston Hội thảo Vẻ Đẹp Houston Thì uh, đến với chương trình uh, Vẻ Đẹp Houston uh, thì T4 sẽ uh, có thể giúp và các chủ tiệm nail hay là mọi người hiểu rõ hơn về uh, T4 cũng như là ghế Human Touch Ghế Human Touch là một thương hiệu ghế là cũng rất có tiếng ở thị trường Mỹ là hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất Và hơn thế nữa là có thể là em sẽ diễn giả rõ hơn là những gì mà khách cần biết về cái chất lượng của một cái ghế Nhiều người cứ nghĩ là một cái ghế nail là có thể xài trong vòng 2 năm, 3 năm nhưng mà thật sự để bỏ một cái số tiền mà thay một cái dàn ghế, thêm một dàn ghế, thật sự là cũng rất là lớn, cũng có tất cả chục ngàn. thì đối với đến với T4 hay là Human mình touch á, thì một dàn ghế, một cái ghế thì nó last long cũng tới năm sáu năm là ít. Dạ. Yeah. và song song đó thì um, có những diễn giả đi tới chương trình là giống như cô Cẩm um, tú, thì uh, thật sự là em cũng um, rất muốn cô đến cái chương trình này để cô chia sẻ với mọi người là cô là người đại diện của stackpo cô chính là cái người um, là cầu nối giữa stackball và chủ tiệm nail thường thường chủ tiệm nail mà nhắc tới stackball ai cũng sợ hết chị <laughs> đây cũng biết là khi mà nhắc tới stackball oh, tiệm nail ồ oh, stackball xuống là ai cũng muốn quýt nhưng mà stackball thực sự là một cái là tổ chức thực sự là rất là tốt đó là giúp cho tiệm nail có thể được approve qua những cái giống như là uh, luật lệ để hiểu rõ hơn chứ stackball không bao giờ làm khó chủ tiệm nail hết mỹ thì muốn um, chủ tiệm nail kiếm tiền chứ đâu ai mà tới tự nhiên làm làm khó khăn mà đóng cửa tiệm dạ uh -huh. yeah. Ừ. Yeah. Nghĩa là khi mà chúng ta hiểu rõ luật à, Chúng ta làm đúng luật Thì à, không có gì phải sợ đúng không yeah. Còn tại vì chúng ta có những cái này Cái kia sai có thể là do chủ quan Hay là do khách quan Thì khi mà xuống bị kiểm tra cái này cái kia bị fail Thì mới là à, có những cái rắc rối Còn nếu như mà chúng ta hiểu rõ Chúng ta cần làm những cái gì Thì những cái rắc rối đó mình có thể tránh được một cách dễ dàng Phải không Yên Vi yeah. à, Thì à, trong cái à, hội thảo này à, Cũng giúp cho những chủ tiệm nail hiểu được rõ tất cả những gì mà sách bo đưa ra để mà mình có thể làm đúng tránh những cái rắc rối không có cần thiết phải có rồi mất thời gian rồi mất tiền bạc đủ dạ. thứ phải không? Dạ, dạ đúng ạ. À. Chắc em phải thêm chút xíu về uh, những người diễn giả thêm uh, cũng thưa quý vị là lúc nãy thì Tùng cũng thưa là the, khi mà đến với lại sản phẩm Munifor là hiểu thêm về cái ghế. Quý vị biết là mình hiểu thêm cái ghế là sao là khi mà mình sử dụng một cái ghế nào trong cái tiệm của mình Uh, nếu mà mình dùng một hai năm á chị bỏ cái số tiền thì không nói rồi nhưng mà cái mỗi ngày mình phải sử dụng những cái sản cái 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 sản phẩm đó mà nếu mà nó làm rắc rối đến cho mình thì mình khó chịu lắm mình phải gọi đến công ty rồi này nọ thì với cái workshop thì quý vị đã biết đến làm sao uh, cái ghế nó bị như vậy hay là những cái sản phẩm để quý vị biết trước thì những cái này là cái kiến thức mà tụi em muốn đưa đến cho những chủ tiệm nails khi mà đến với lại hội thảo họ học hỏi thêm họ biết thêm kiến thức thì họ có thể uh, have better choice đó uh, và trong những cái mà người, những người diễn giả một uh, một vị nữa mà anh Vi muốn uh, nói thêm đó là uh, anh Vinh Lê nghĩa là anh là sẽ là người nói uh, nói về những cái cách làm sao mà chúng ta uh, cái sự khác biệt của uh, mình kinh doanh nails và làm nails đó Um, tại vì nhiều người khi mà mở tiệm một người thợ mở, uh, một người thợ giỏi đó ra mở tiệm là họ chỉ nghĩ là ồ oh, tôi sẽ làm nail sẽ tôi kiếm tiền nhưng mà quên một cách là làm sao chúng ta làm là một người kinh doanh để cái business của mình không chỉ là một tiệm nail mà sau này mình có thể mở thêm những chi nhánh khác uh, cái thứ hai đó là làm sao chúng ta có thể tăng cái số lượng khách của mình lên um, qua những cái hệ thống như là marketing hay là sản phẩm mà mình đưa vô trong cái tiệm của mình. và thứ ba đó là làm sao chúng ta quản lý thợ. Tại vì rất nhiều người, quý vị cũng biết những chủ tiệm nail, cái gọi là nhức đầu nhất của mình là làm sao quản lý thợ. Thì những người chuyên gia này họ đến đây để đưa những cái thông tin đó để quý vị mang những cái kiến thức đó về tiệm của mình và mong sao những cái hội thảo sẽ đưa nhiều những sản phẩm khác nhau có thể về nước sơn hay là về những cái bột thì đang thịnh ở ngoài thị trường thì cái đó là cái cái mong muốn của của ban tổ chức. À, như là chúng ta đã nói thì cái hội thảo trong vòng 2 tiếng đúng không ạ? Dạ. Yeah. À, chúng ta có 5 diễn giả à, với một cái chủ đề rộng lớn như vậy đó. À, ví dụ như những cái chủ đề mà những luật lệ của SEPOR đưa ra đi. Thì một diễn giả chia ra khoảng chừng 20 phút đến 25 phút. Thì như vậy có đủ để mà mình trình bày hết tất cả những cái điều mà mình muốn gửi đến uh, cho thính giả hay không uh, hay hay là uh, mình một diễn giả mình nói uh, dài hơn để mình có thể cover hết tất cả những thứ hay là mỗi lần mình đưa một cái đề tài nhỏ thôi rồi lần sau là những người đó lại quay trở lại để nói một cái đề tài gì đó thì dạ yeah. yeah, em cảm ơn anh... dạ yeah, em cảm ơn chị cái câu hỏi đó um thường thì em em nghĩ bản thân em khi mà khi mà tụi em ngồi uh, lại để 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 uh, làm ra một cái workshop thì cái thời gian mà để cho quý vị uh, hiểu hết những cái thông tin trong yeah. hai tiếng tất nhiên là không thể nào rồi chị nhưng mà uh, trong cái hội thảo này thì tụi em đã chia ra những cái uh, gọi là cái 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 cái, cái bullet nghĩa là những cái um, câu hỏi mà thường xảy ra nhất và những người diễn giả này họ sẽ đặt vô những cái điểm chính của những thành phần và tất nhiên là quý vị có thời gian để có thể liên lạc họ những người diễn giả này là tới đây toàn là free service không chỉ cái này là họ để đây để họ tiếp cận với lại những người chủ tiệm nails Nếu mà họ có những câu hỏi nào họ có thể trực tiếp uh, liên lạc với họ sau cái workshop và hơn nữa là mỗi cái workshop giống như em thưa là đầu tiên là sẽ là tháng 5 tháng 7 tháng 9 thì chúng em sẽ cố gắng để mời lại một trong năm như vậy hay là hai hay trong năm cố gắng làm sao mà tụi em có thể rotate những người này trở lại để cho quen thuộc hơn với lại những người chủ tiệm nails cho nên có thể cái um, có thể tiệm uh, A này đến với workshop một uh, chỉ có thể lấy được một cái thông tin thôi nhưng mà họ trở lại với workshop 2, workshop 3 họ sẽ hiểu thêm về những cái uh, chủ đề khác à, cũng cũng là một cách hay Nghĩa là chúng ta có thể quay trở lại với những diễn giả đó lần sau để có thêm những câu hỏi. À, chứ đúng như là Uyên Vy nói là trong vòng 20-25 phút. Thật ra nếu như mà chỉ có một người à, đặt câu hỏi thôi là mình thấy cũng muốn hết giờ. Rồi. Dạ đúng rồi. <laughs> dạ. À, thành thử ra à, tiếp theo nữa đó là tụi mình muốn hỏi là đối với cái số lượng cái số ghế để mà chúng ta tham dự nó có giới hạn hay không? À, và nếu như muốn tham dự thì chúng ta cần phải làm điều gì? dạ yeah, um, cái số gồi thì cũng rất là giới hạn quý vị tại vì uh, một cái facility thì cũng khó kiếm một cái uh, facility mà coi như là miễn phí uh, quý vị cũng biết là làm một cái chương trình nào dù là workshop hay là cái gì cũng phải tốn tiền thì uh, rất là được uh, um, nhiều cái sự yêu thương và cũng như là support của những người diễn giả đến với lại chương trình thì một trong những người diễn giả mà uh, help tụi em Uh, có một cái facility đó là anh Lê Hoàng Nguyên uh, thì anh có đưa ra một cái facility uh, giúp cho uh, fit được 100 người mỗi hội thảo thì nghĩa là nếu mà quý vị uh, làm toán cộng trừ nhân chia thì tính ra là khoảng chừng 50 uh, salon là cái cái maximum mà tụi em có thể mang vô là tại vì thường chỉ biết vợ chồng đi hoặc là partners của người chủ đi thì coi là một tiệm cho là hai người đi thì tụi em sẽ cố gắng là mỗi hội thảo at least cũng được chục cái 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 chục uh, tiệm. Thì với cái số lượng uh, ghế uh, một lần nữa nếu mà quý vị muốn tham dự cái uh, buổi thảo này thì miễn phí hoàn toàn chị không có một cái lệ phí nào uh, và khi mà quý vị đến thì tất nhiên là tại vì từ 7 giờ tới 9 giờ thì tụi em cũng có chuẩn bị những cái thức ăn nhẹ và cũng như là nước uống để trong thời gian mà chúng ta học hỏi thì cũng không có cảm thấy như là uh, khó chịu tại vì cũng là giờ dinner. Yeah, so um, một ngày dài làm. Đúng rồi, một ngày dài làm nữa. Um, vì thế cho nên uh, với uh, cái vé thì là miễn phí và uh, cũng như là hội thảo nếu mà quý vị muốn tham gia thì quý vị có thể lên uh, website của vẻ đẹp Houston là www.vedephouston.com. Là chúng ta có thể ghi danh đó. Giống yeah. như là viên vi vừa mới nói là chỉ có những chủ tiệm mới được tham dự mà thôi hay sao? Không em gì? nghĩ uh, những ai mà thật sự là có hứng thú bước vào ngành làm đẹp, yes. em nghĩ chính xác hơn. À, tại dạ. vì hơn khi nãy thì Uyên Vi nói là à, được 50 tiệm, nếu mà 100 chỗ thì được 150 tiệm thì tự mình có chút phân vân dạ. là không biết là này cái hội thảo này chỉ dành riêng cho những chủ tiệm nail hay là những người thợ à, có thể tham dự hoặc là nó có dành riêng cho cái ngành nghề nail không? hay là chúng ta làm nghề tóc hay làm spa hay là cái gì đó liên quan đến là làm đẹp thì chúng ta có thể tới. Dạ yeah, um, em chắc em phải nói lại. <laughs> um, nghĩa là về vẻ đẹp Houston workshop là không chỉ là những chủ tiệm nails uh, có thể là chủ tiệm tóc hay là lashes hay là studio và hơn nữa có thể là những người thợ hay là những người mà gọi là đang làm um, independent đó chị uh, họ muốn mở một cái tiệm hay là họ muốn mở một cái network để làm thì những cái gì mà quan quan hệ uh, về ngành đẹp thì họ có thể tham gia uh, tại vì khi mà quý vị lên cái website vẻ đẹp vietsunacom mà quý vị không có cần là phải để là tên tiệm hay là gì hết mình chỉ có để tên của mình email và cái số phone thì để cho tụi em liên lạc làm sao gửi cái cái số vé lý do mà tụi em cần cái thông tin đó là tại vì nếu mà nó quá cái 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 number chỗ ngồi đó thì lúc đó thì em sẽ hẹn lại là có thể đến với hội thảo thứ hai hay là thứ ba dạ cho nên đây là không phải là chỉ có những chủ tiệm nhưng mà những thợ hay là những người mà quan tâm về ngành đẹp mà muốn hiểu thêm để có thể năm 10 năm hay là hai ba năm mà muốn mở một cái business riêng cho mình mình cũng có một cái kiến thức mà em nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là tốt thì đối với những người mà lần đầu tiên bước vào cái nghề giống như nail tóc hay gì cũng vậy à đây là một nơi là rất nhiều chuyên gia người nào cũng có thể chia sẻ mình những cái kiến thức kiến thức và kinh nghiệm và chưa kể mình có thể gặp được giống như là những người chủ tiệm nail thì đó là rất là thực tế mình đặt câu hỏi thì chủ tiệm nail có thể giống là giúp mình trả lời à mình đang suy nghĩ là không biết là đối với những người thợ thì họ có cần thiết đi tới cái hội thảo để họ nghe về instruction hay là họ nghe về những cái chiếc ghế hay là À, họ nghe về cái chủ đề kinh doanh hay không họ có cần thiết hay không dạ em nghĩ nếu mà uh, bản thân em tại vì em cũng uh, đã có một cái tiệm nails rồi thì khi mà inspection xuống đó chị không phải chỉ có ảnh hưởng người chủ thôi mà cũng mà ảnh hưởng người thợ um, và nếu mà là người thợ họ hiểu biết thêm chút xíu thì họ cũng có thể um, thông cảm cho cái sự lo âu của người chủ thì em nghĩ là nếu mà mình hiểu biết thêm thì mình có thể chia sẻ cái 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 việc làm với nhau thì cái um, sự quan hệ của người thợ và người chủ cũng đỡ đi cũng không có bị uh, gọi là hiểu lầm hay là sự uh, tranh chấp uh, thì lúc đó mình cũng sẽ ở với lại cái tiệm đó lâu hơn uh, còn cái thứ hai là khi mà người thợ đến thì em nghĩ nếu mà mình biết thêm về À, không phải chỉ luật pháp mà về giống như là làm sao chúng ta đầu tư có thể họ lấy những cái, cái 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 kiến thức đó và họ suy nghĩ là họ có thể đầu tư dù là họ không phải là chủ tiệm họ cũng có một cái số vốn nào đó họ muốn đầu tư thì cái đó cũng là một cái sự kiến thức uh, giúp cho những người thợ hay là những người mà không liên quan gì đến ngành nails mà họ muốn hiểu biết về đầu tư thì cũng có thể đến yeah. à, cũng lý thú cái đó là một cái điều mà chắc là quý vị bên ngoài À, cũng muốn nghe để xem coi là mình có thật sự nên cần đến cái hội thảo này hay không phải không Yên vi cũng yeah. như là à, tùng yeah. à, nói chung là ai à, thợ hay là chủ gì à, đến với cái hội thảo vẻ đẹp hiếu sinh ít nhất thì cũng sẽ mang lợi lợi cho mình một cái lợi lạc nào đó để mình à, đầu tư về cái kiến thức mình trong tương lai đúng không ạ yeah. thật yeah. sự thì ai là cũng có giấc mơ làm giàu hết chính <laughs> xác <xa. cười> cái cơ hội tới thì nếu mà đối với em nghĩ khi mà cơ hội tới á, mình có đủ kiến thức và kỹ năng và kinh nghiệm thì mình sẽ nắm bắt cơ hội tốt hơn dạ. còn nếu mình không đủ kiến thức hay kỹ năng dù cơ hội tới thì mình cũng rất là khó mình sẽ phục mất cơ hội thì người ta nói là cái mình cái sự chuẩn bị là mình chiếm được 50% mươi phần trăm phải không mình dạ. chuẩn bị sẵn cái vốn liếng của mình đi vừa kiến thức vừa à, tài chánh thì đến khi mà cơ hội tới thì mình đã có được một nửa chặng đường rồi à, yeah. nửa chặng đường còn lại thì nó vẫn dễ dàng hơn đối với những người khác phải không yeah. yên vi và à, tùng à, về cái địa điểm thì có rồi à, thời gian thì hồi nãy là mình cả đã nói về thời gian chưa dạ rồi dạ bảy giờ tới chín giờ ạ bảy giờ đến chín giờ bảy à, giờ đến chín giờ ngày thứ tư nó em cũng một... vừa phải cho những người đi đi làm đúng không ạ yeah. à, chúng tôi xin mời một thứ giả đang chờ trên đường dây ạ Chào chị Vi. nào cô bé? dạ 7 giờ tới ngày địa điểm có đâu vậy? Dạ, địa điểm em... Đây là cái... Để em đọc cái exact address Nó nằm ở trên đường Byre Forest đó chị uh, Chỉ có cách khoảng chừng Belle là uh, 10 phút thôi Nếu mà chị đi từ Belle thì chị sẽ về phía Galleria, chị chị sẽ gặp Bar Forest yeah. phải là nó sẽ là cái building uh, ở trên đó là tụi em sẽ có người hướng dẫn khi mà chị vô chị parking một cái là chị sẽ thấy uh, những uh, người ban tổ chức thì cái địa điểm tụi em sẽ uh, đưa lên đây cho chị hoặc là chị nếu mà chị vô www vẻ đẹp houston com á, thì cái địa điểm nó nằm ở trên cái website luôn chị à, ờ, nhưng mà để em đọc okay. cho chị số điện thoại đi rồi, dạ. nhé dạ. à, chị không sao chị giờ chị đang lái xe có dạ. chị sẽ gần gửi email qua cho em rồi cái gì về là dạ được chị dạ. dạ, nếu mà chị vô website dạ. www.vẻdẹphewson.com là thông tin đầy đủ ở trên đó hết chị. Dạ, xin hỏi chị tên gì ạ? Dạ. Rồi, à, chị tên Tracy. Dạ, à, em hy vọng ngày hôm đó sẽ gặp chị Tracy nha. Rồi, bữa đó sẽ gặp. Dạ. dạ thank you chị. Dạ. <laughs> Dạ Để vâng. Sẽ gặp ai, hai đêm, hai đêm. Dạ. Tiếng kêu chị. Ơn chị Tracy từ Minh Nga quảng cáo nghe cũng hấp dẫn quá biết đâu là tới ngày đó mình cũng tới là làm sao đúng không ạ? dạ. Tới đó em tới em chiều mấy người nha. Dạ. Yeah. <laughs> Cảm, Cảm ơn chị Tracy. Dạ. dạ. Yeah. Yeah. Ok. Dạ. Yeah, bye. Xin chào yeah. chị Cảm ơn. Tracy. Dạ. Lái xe dạ, yeah. cẩn yeah. thận yeah. chị nha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Bye. Dạ. Quay trở lại với uh, hai vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó là Uyên Vi và Tùng Huỳnh. À, chúng ta đang nói về cái hội thảo vẻ đẹp hy sinh à, chắc là chúng ta sẽ nhắc lại về cái thời gian địa điểm à, của cái hội thảo này để cho những thính giả mà mới mở đài lên nghe thì có thể à, biết được là cái thời gian địa điểm của chúng ta sẽ tổ chức ở đâu vào ngày giờ nào à, thưa yên vi dạ yeah, um, thưa chị và cũng như là quý khán giả um, Hội thảo vẽ đẹp sinh sẽ được tổ chức ngày 1 tháng 5 sắp tới đây đó là ngày uh, thứ tư uh, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Um, và địa điểm đó là 2925 Buyer Park Drive à uh, năm, suite 500 uh, Houston Texas 77042. Tất nhiên là nếu mà quý vị uh, không nắm hết được cái thông tin mà anh mới chia sẻ thì quý vị chỉ cần uh, đến với uh, trang mạng đó là www uh, vẽ đẹp houston com thì sẽ có những cái thông tin chính xác ở trên đó. Dạ. Yeah. Uh, về cái uh, những cái diễn giả thì lúc nãy chúng ta nói trong cái buổi hội thảo ngày hôm đó chúng ta sẽ có năm diễn giả. À, Từ mới thấy có một cái diễn giả à, cái tên cũng rất là hay đó là anh Nick Hồ. Không biết anh Nick Hồ sẽ trình bày về cái điều gì thưa Trung Minh. Dạ um, vào ngày hôm đó theo Nick Hồ thì ảnh sẽ trình bày về hệ thống POS system cho tiệm nail và có thể là tiệm à, tiệm tóc. Thì uh, nó sẽ giúp cho quý vị uh, chủ tìm nail hiểu rõ hơn những chi phí mà mình phải trả cho peer system tại vì đôi khi mình cứ thấy mình thấy cái tiền rate nó thấp thì mình cứ lấy vào nhưng mà mình thật sự mình không hiểu những cái chi phí đó là những chi phí gì thì đến với show ấy, thì anh Nick hồ thực ảnh à, là cũng có trong cái ngành này ngày cũng nghề cũng năm sáu năm rồi thì ảnh là tiếp xúc rất là nhiều uh, peer system và chủ tìm nail thì anh hiểu được cái nỗi khó khăn mà khi mà hàng tháng tiền cứ vô tiếng vô mà cũng không biết tiền đi đâu hết <cười> <Yeah>. <cười> chắc em phải thêm chút xíu à, anh uh, Nick hồ cũng uh, cái POS system á uh, chị thì um, nó không chỉ là về ngành đẹp không tất nhiên là đây là mình chú tâm về những uh, ngành nghề đẹp nhưng mà ảnh cũng có những cái POS system mà cho những uh, tiệm uh, ăn giống như là restaurants vân vân thì nếu mà quý vị nào uh, chủ tiệm mà cũng chủ tiệm một của nhà hàng mà muốn hiểu thêm thì quý vị cũng có thể tham, tham dự uh, vẽ đẹp Houston sinh um, workshop này hội thảo này uh, và em muốn thêm chút xíu là cái lúc nãy mà uh, Tùng chia sẻ đó là cái cái rate là tại vì rất là nhiều người nghĩ đến là ồ oh, mình mình uh, là giống như là có một cái hệ thống uh, merchant credit card thì mình sẽ trả là một cái phí em thí dụ là ba chấm đi nhưng mà họ không hiểu là ba chấm đó là nó là cái gọi là flat rate rồi nó gọi là interchange rate là sao là cứ mỗi lần mỗi cái thẻ khi mà cà nó sẽ tính cái in, uh, cái cái tính giá khác nhau thì thí dụ như là cái tiệm của quý vị đi quý vị nếu mà mình sử dụng thường là debit hoặc là visa card thì mình sẽ nói là ok là thí dụ như là một chấm thí dụ rồi qua cái master card quý vị là hai chấm um, qua cái discover uh, discover thì có thể là ba chấm thí dụ thì quý vị nên đi cái dạng đó hay không hay là quý vị nói là ok dù là người khách họ sử dụng uh, loại Credit card nào uh, thẻ tín dụng nào thì quý vị chỉ có chịu là ba chấm thì ảnh sẽ coi lại cái statement mà cái tiệm của mình uh, đang có đó cái lượng khách của mình đó là mình đang có nhiều những cái credit card ra sao ví dụ như là quý vị hầu hết là dùng visa với với, với lại uh, mastercard ừ. thì quý vị đâu có discover đâu thì tại sao quý vị phải chịu cái chấm nó cao như vậy ừ. thì ảnh ở đây là để À, giải thích cho quý vị là những cái chấm của quý vị đang sử dụng ra sao và cái nào tốt cho quý vị để quý vị đi à, và còn cái POS system nữa quý vị nếu mà quý vị um, có những cái tiệm thì quý vị cũng biết là thường khi mà mình tính tiền rồi sau đó mình phải làm sổ rồi sau đó là uh, cuối giờ mình phải làm lương uh, rồi cuối năm mình phải làm thuế ừ. đó thì cái POS system này uh, anh có những cái software mà rất là um, uh, gọi là dễ dài dễ sử dụng à, để cho à, cái tiệm của mình hay là cho nhà hàng của mình vân vân để quý vị làm xong đóng cửa thiệu như là 7 giờ là cái tiệm mình đóng cửa thì 7 giờ 5 7 giờ 10 là mình ra khỏi, mình không có cần phải ở lại thêm một tiếng đồng hồ hay là sổ sách. sổ sách nó nhức đầu tại vì ai cũng cái công việc mình cũng bận rộn hết à, và khi mà cái quan trọng là sau à, ngày làm thì mình muốn về với gia đình chứ đâu có phải ngồi đó mà phải là tính toán đâu đúng không chị, nhất là những cái um, gọi là thuế má nữa thì đây cũng là cái một cái dễ dàng cho cho người 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 chủ. à À, thời buổi này thì à, toàn là sử dụng những cái hệ thống máy tính với những cái software rất là tiện lợi à, họ sẽ tính toán hết cho mình không ai mà còn ngồi đó mà cộng sổ phải không? <laughs> yeah. Ngày xưa thì chúng ta có thể ngồi cộng sổ đếm tiền cho nó vui nhưng mà ngày nay thì thời gian là vàng bạc yeah. thành ra chúng ta phải uh, giữ vàng bạc kim cương để cho mình có sức khỏe mình có lo cho gia đình nữa chứ không ai ngồi đó mà cộng sổ phải không? Yeah. Uh, nhưng mà vẫn còn những cái tiệm uh, với những cái cách tính toán thủ công phải không? Chứ đâu phải là tiệm nào bây giờ họ cũng apply uh, những cái software hay là những cái hệ thống mới bây giờ phải không? Dạ, yeah. yeah. um, thì giống như em nói là mình đã, cái cái hội thảo này là để cho mình trao đổi kiến thức với nhau đó chị, cho nên tất nhiên là những uh, tiệm họ có thể nghĩ là nó không có hợp với lại tiệm của mình cũng không sao, tại vì khi mà họ đến với hội thảo họ cũng đã chia sẻ cái 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 sự kiến thức đó với những người người chủ khác, thì em nghĩ kỳ này là cái mong muốn của hội thảo là không chỉ là để học hỏi qua những người chuyên gia mà học hỏi lẫn nhau nữa. Tại vì quý vị cũng biết là người ta có hay có cái câu là người thật việc thật là sao. Thì như giờ Tùng có một cái khó khăn nào trong tiệm Tùng có thể chia sẻ cho em, thì em có thể sau này mà đi có một cái vấn đề tương tự như vậy thì em cũng biết cách để em em em, okay. em 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 giải quyết. Thì có khi những cái thông tin đó hiện tại bây giờ em có thể không cần thiết đến nhưng mà không biết sau này mình có thể là một cái 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 vốn của mình để mình 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 giúp cho cái tiệm của mình lên um, Cho em bổ sung hay về cái pia system á, em có và một vài người khách thì uh, tuổi cũng hơi lớn thì khi mà nhắc về cái pia system thì người ta cũng ngại tại Đúng vì toàn máy móc không à cái uh, cái em nói thì cô cứ thử đi thì uh, em xuống em, em giúp cô thì trong một ngày thôi cô nói trời cảm ơn con ừ, nhanh lắm sướng quá. tối khỏi tối là xong về đóng cửa về không dạ. phải ở lại cộng sổ này nọ rồi về nhà nấu cơm rồi về nhà đi chơi với gia đình có thời gian rất là nhiều hơn Đúng dạ rồi. và như chị biết là thực sự là đối với um, những người lớn tuổi người ta rất ngại đụng tới công nghệ tại vì người ta nghĩ nó rất là khó nhưng mà công nghệ là cái làm ra những nó giúp mình tiện lợi hơn tiết kiệm thời gian hơn dạ à. thì à, em mong là quý vị không có ngại tới tại vì khi mà mình giống như mình mở một cánh cửa mới á thì mình sẽ học được điều mới dạ. tuổi tác không thành vấn đề <laughs> thường thường là những cái software họ viết cũng rất là simple để cho yeah. những ai cũng có thể sử dụng được rồi sau đó thì những cái con số những cái thông tin được uh, uh, submit vô nghĩa là được bỏ vô rồi thì máy móc nó tính toán cho mình thôi yeah. đúng không yeah. không có đến nỗi cái gì mà quá cây gớm giống như là nhiều người uh, lớn tuổi chút xíu thì hay 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 e ngại yeah. uh, tuy nhiên á thì đến với cái hội thảo vẻ đẹp hy sinh thì chắc chắn là những kiến thức quý vị cần thì đương nhiên là quý vị sẽ có được một cái số kiến thức nào đó à, phù hợp với quý vị nhưng mà một cái điều nữa là ai cũng muốn là mình tới đó mình có một cái gì đó thiết thực à, lợi lạc liền đúng không vậy thì T4 có promotion gì trong cái hội thảo này không ạ dạ thì đến với hội thảo này thì T4 mang đến một cái chương trình promotion rất là đặc biệt là về cái mẫu bồn ST Rapture giá yeah, ST Rapture và mẫu bồn Texas cái mẫu bồn này hoàn toàn là mới mô đồ mới của tụi em ngoài thị trường tụi em mà um, giá sale là hai nghìn rưỡi thì tới ngày hôm đó thì là rất special là chỉ còn là nó nên nói giá ra không nhỉ nói giá ra để cho mọi người tới đi mình, mình nói mấy trăm off đi dạ. nó nghe hay hơn em nghĩ off là rất là nhiều và chương trình này chỉ áp dụng trong một ngày duy nhất quý vị có thể tới là tụi em chia sẻ thêm về những tính năng đặc biệt của bồn và thực sự um, nó chỉ một ngày duy nhất thôi và cái mùa này thì em nghĩ là mình có thể tới rồi mình chỉ uh, xem hay là deposit trước Thì tụi em vẫn có thể giữ nguyên cái promotion cho đến một năm sau Nếu quý vị vẫn còn ý định muốn thay, thay uh, bộ À chỉ cần tới cái ngày hôm đó thôi để dạ. mình ghi danh dạ. uh, cái tên của mình vô đọc trong đó uh, tôi Cũng phải deposit trước, trước không? Dạ, dạ, để mình đúng giữ đúng. cái promotion đó Thì mình có thể bắt đầu mua trong trong một năm phải không? Dạ. Giữ được cái giá đó trong một năm dạ. wow. Và giá này là Hấp chỉ số một <laughs> một ngày trong 365 tại ngày. Tại vì à. tại vì chị cũng biết thường á nếu mà mình ở bên Hoa Kỳ này đó thì khi mà ngày sale sẽ chị, mình mà không tới ngày sale rồi nó hết luôn. Cho nên uh, cái này cũng vậy thôi. Uh, Vy khi mà um, coi như là có sự hiện diện của nhà bảo trợ lớn phố đến thì Vy cũng nói là anh chị phải có một cái promotion để làm sao mà thu hút những uh, người chủ tại và uh, khi mà đến với lại uh, ghế của t4 thì quý vị cũng biết là ghế tốt cho nên à, nếu mà có một cái giá đặc biệt thì họ rất là à, gọi là excited và cũng như là yeah. muốn tham gia dạ yeah. yeah. đúng rồi à, mình tới thì ngoài việc học hỏi về kiến thức mình cũng có được cái gì đó để cho mình à, có những cái promotion như vậy rất là thú vị à, ngoài cái ghế của t4 ra thì còn những cái promotion gì hay không thí dụ như về supply nước sơn hay cái gì đó à, có trong cái chương trình này không à, à, tùng Um, trong chương trình ngày hôm nào đó thì sẽ có sự hiện diện của New Revolution thì công ty này thì em chuyên về uh, nail, chuyên về dipping powder và uh, đây là một hãng hoàn toàn em nói là có tiếng trên thị trường và những cái sản phẩm nó rất là uy tín và đẹp. Hình như là cũng có lên show mình một lần dạ rồi yeah. để giới thiệu đúng không ạ? Dạ. Yeah. À, những cái màu rất là đẹp, có rất là là nhiều nhiều những màu. À, để mà quý vị có thể tới để mà mà coi đúng không? Yeah. sẽ có trưng bày ở trong cái hội thảo luôn hay sao thưa ha quý vị? Dạ, yeah, um, thì New Version sẽ mang những uh, coi như là cái uh, uh, sản phẩm và bô xua đến uh, để giới thiệu cho quý vị và cũng như là nếu mà nói promotion thì chắc anh viên nghĩ là cũng sẽ có những cái uh, con số đặc biệt cho quý vị um, tất nhiên là chưa tiết lộ được chưa tiết lộ <laughs> là tại vì giống như quý vị biết không khi mà tiết lộ hết rồi không có còn một sự hấp dẫn nào hết Dạ <laughs> yeah, cho nên uh, um, với đến với lại uh, hội thảo thì giống như uh, em thưa lúc nãy là không chỉ kiến thức nhưng mà những cái promotion quý vị có hoặc là như những quý vị nào mà không có tiện đi mình cũng có thể biết thêm về những cái cách mà mình đầu tư là sao thì uh, cái này là em thay mặt cho một người um, bảo trợ nữa đó là lê hồng nguyên cũng sẽ đến với quý vị uh, nói về làm sao chúng ta đầu tư an toàn có những cái chương trình mà có thể quý vị cũng biết là uh, làm sao chúng ta đầu tư mà không mất vốn nè uh, không bị phạt không cần phải đóng thuế uh, xài tiền để dành trong bất cứ lý do ra sao hoặc là uh, làm sao bảo vệ gia tài và bảo vệ gia đình của mình thì đó cũng là một cái trong cái chủ đề chính của ngày uh, ngày workshop đầu tiên Yeah. À, cái này cũng hay hả yeah. à, về cái cái chủ đề mà Yên Vi vừa mới chia sẻ thì chắc chắn là ai cũng muốn để học hỏi thêm yeah. để biết thêm cái cách để mà mình có thể bảo vệ vốn vốn liếng cũng như là family gia đình của mình đúng không à, về cái hội thảo không biết là quý anh chị còn muốn thêm cái gì thông tin về cái buổi hội thảo này không à, em muốn thêm là từ đây cho tới buổi hội thảo là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi và số lượng ghế thì ừ. rất là có hạn nếu mà quý vị nào thực sự là muốn tham gia hội thảo thì nên và đăng ký tại vì hội thảo lần đầu tiên này em nghĩ là nó cái đầu tiên thì bao giờ là cũng cái hay đó. dạ ừ. thì bao nhiêu tinh hoa là dùng hết dạ đúng dạ. lần đầu tiên là phải là thật là tuyệt vời luôn á dạ. <cười> <cười> thì để vào đăng ký thì quý vị vào website là www.vedephouston.com uh, và vào ngày thứ tư tức nghĩa là tuần sau á, dạ à. ngày 1 tháng 5, từ 7 giờ tới 9 giờ, uh -huh. dạ. Dạ. À, khi mà đi làm ra thì có thể đi thẳng tới đó để mà dự hội thảo luôn. À, bởi vì nghe nói là cũng có uh, thức ăn dạ. uh, nhẹ hay nặng theo biết nhưng mà cũng không phải bị đói hả? Dạ. À, <laughs> thì khi mà quý vị đến với hội thảo một lần nữa giống như, như uh, <laughs> chắc chắc phải nói thêm là uh, lần đầu tiên thì uyên vy nghĩ là cái sự mong muốn của không chỉ là là quý vị thôi mà ban tổ chức cũng vậy là muốn muốn làm sao mà có thể có một cái hội thảo thật là thành thành công à, lý do là tại vì nếu mà làm được một cái hội thảo thành công thì sẽ có uh, nhiều những người chuyên gia khác họ có thể nói là ồ họ đến đây họ chia sẻ với lại quý vị để giúp ích cho quý vị thì khi mà họ thấy có một cái sự hiện diện đông đảo thì tụi em sẽ dễ mời những người chuyên gia hơn à, tại vì quý vị cũng biết là khi mà mình mời một người chuyên gia không phải là mình mình phải có tiền là là xong hay là trả tiền nhưng mà những người này là đang họ volunteer và họ đang uh, muốn giúp đỡ mình thì khi mà họ biết là sẽ có một cái số lượng người để muốn có một cái tìm 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 kiến thức thì họ sẽ có động lực động lực để chia sẻ và cũng như là giúp cho uh, ban tổ chức có những cái hội thảo thêm sau này yeah. để giúp ích cho mình dạ yeah. à, đúng như vậy lúc nãy thì Tùng với lại Viên Vi có nói là mình bật bí hết những cái promotion của mình ra rồi á thì nó không có hấp dẫn <laughs> à, nhưng mà từ mới lại nghĩ là những cái promotion mà những cái good promotion đó mà người ta nghe đó là người ta phải bỏ hết những cái công việc khác để mà người ta đi đúng tới rồi. để mà người ta ghét được cái promotion đó đúng không dạ dạ <laughs> thành thử ra à có chia sẻ cũng được nhưng mà nếu quý vị muốn à, giữ bí mật để tới cái ngày hôm đó surprise thì cũng được cái đó là do ban tổ chức thôi nhưng mà nếu mà chia sẻ thì cũng không sao dạ. tại vì có những cái promotion mà người ta nghe tới là ồ cái ngày hôm đó người ta sẽ ủng um, hộ um, kéo tới thêm mà em dám chắc là quý vị sẽ không thất vọng Dạ <laughs> Dạ <Yeah. cười> yeah, thì giống như uh, Cái POS system của anh Nick Hồ đi Hoặc uh, là những cái uh, rates mà uh, Của cái merchant Nghĩa là um, Thẻ thẻ uh, tín dụng mà quý vị sử dụng đó Thì ngày hôm đó Anh cũng sẽ chia sẻ Những cái rate rất là thấp Và cũng uhm. như là những cái promotion Của những cái máy uh, Để cho quý vị sử dụng uh, Để quý vị thử sử dụng Coi nó có hợp Với lại cái tiệm của mình hay không uhm. Thì đó là cũng những cái uh, lời chia sẻ của uh, những người diễn giả ngày hôm đó đã uh, đưa đến đây để cho hai em uh, trình trình bày. À. Uh, dạ. Cho nên uh, nếu mà quý vị đến thì những cái sản phẩm hoặc là những cái thông tin mà đưa ra cho quý vị uh, không chỉ là mình sẽ học hỏi thôi. Nhưng mà những cái products mà họ mang đến đó, là quý vị sẽ có những cái good promotion. Dạ. Yeah. Yeah. À, chắc chắn là như vậy rồi thì chúng ta cũng chỉ còn vài phút trong chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc gì à, liên quan đến hội thảo vẻ đẹp hi sinh, à, chúng tôi mời gọi quý vị gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560 hay là tại vì Uyên Vi nói hay quá rồi có thể trình bày hết tất cả mọi thứ rồi. Quý vị không còn thắc mắc gì nữa, chỉ có ghi vô trong sổ tay của mình. Thấy cái nốt, cái ngày tới giờ đó thì mình có thể đi tham dự tuy nhiên thì để tham dự cũng đừng quên là quý vị phải ghi danh vào bởi vì cái số ngồi nó có cái số ghế nó có giới hạn thành thử ra phớt cơm phớt sợ phải không khi mà yeah. vô rồi đủ cái chỗ ngồi rồi thì quý vị sẽ không tham dự được nữa mà phải chờ 2 tháng sau thì quý vị mới có thể tham dự cái hội thảo lần sau và cái cách ghi danh là quý vị có thể vô trong website phải không uyên đi dạ yeah. uh, quý vị có thể vô website đó là www À, vẽ đẹp Houston com khi mà quý vị vô trang đầu thôi là quý vị sẽ thấy cái bệnh uh, nó để là đăng ký tham dự thì khi mà quý vị uh, bấm vô thì quý vị chỉ có cần uh, để tên số điện thoại và cái email của mình khi mà quý vị đưa những cái thông tin đó thì bên ban tổ chức sẽ gửi ra cho quý vị cái tấm vé digital ở trong cái email của mình hoặc là cái text uh, để quý vị mang đến ngày hôm đó. Uh, khi mà quý vị submit đó, thì bên ban tổ chức sẽ biết là cái số số ngồi của quý vị là số mấy. Uh, khi mà chúng tôi có đủ cái số lượng rồi thì chúng tôi sẽ gọi lại cho những người mà gọi là sau đó chị <laughs> là phải hẹn qua cái ngày khác. và hơn nữa cái lý do mà tụ, uh, mà bên ban tổ chức có cái cái phần đăng ký là cũng giúp cho ban tổ chức chuẩn bị những cái thức ăn nhẹ cho quý vị. tại vì cũng quý vị cũng biết là À, để chuẩn bị tự như 50 người hay 100 người đi thì cũng phải có một số lượng đồ ăn cho nên không có muốn thiếu thốn à, ngày hôm đó cho quý vị cho nên quý vị giúp cho ban tổ chức à, đăng ký sớm. Dạ, à, có một cái cái điều mà có nhiều người cũng lo lắng thứ nhất là về tên tuổi, số phone cũng như là email à, khi mà ghi danh vô trong cái website này thì có được bảo mật hay không. Dạ có chị à, ở cái cái hội thảo này giống như anh Vinh nói là không cái 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 thông tin của quý vị đưa vô là chỉ có mục đích là gửi những cái vé ra cho quý vị và đưa cái thông tin làm sao để đến cái hội thảo thôi à, bên à, ban tổ chức không có lấy những cái thông tin của quý vị để đưa cho một cái cá nhân nào hoặc là cơ quan nào hết Hay là để để giữ lại để mai mốt gửi quảng cáo <cười> <cười> dạ chắc chỉ có cho hội thảo thôi cũng không có không có cái những cái cái quảng cáo, cái quảng cáo khác dạ dạ vâng à đùa thôi tuy nhiên thì chắc chắn là d4 sẽ không có làm cái điều đó đúng không ạ dạ. um, cho em thêm cái điều này là có thể là hội thảo lần này sẽ có vài quý khách không thể nào tham dự được thì hội thảo sẽ luôn tổ chức vào hai tháng sau à, sau cách một tháng sẽ một lần thì đợt sau á thì tụi em có mời những builder những người mà chuyên xây tiệm dạ ừ. yeah. thì đó là cũng cơ hội nếu mà người giống như, như chị hỏi là những người không phải là chủ tiệm nail những người muốn bước vào ngành nail hay là ngành tóc thì người ta có cơ hội tìm hiểu thêm về cái kiến thức xây dựng. Tại vì đôi khi nhiều người nghĩ là mình không có kiến thức thì mình cứ phó mặc cho giống như là thuê builder người ta xây hết. Thì nhưng nếu mình có một cái kiến thức nào đó nhất định thì nó sẽ giúp cho mình giảm thiểu được chi phí rất là nhiều. Vâng, wow. hôm nay thì là đã là ngày 22 tháng 4 rồi. À, mà ngày 1 tháng 5 là cái ngày hội thảo. Vậy thì cái hạn chót để có thể ghi danh tham dự hội thảo là cái ngày nào thưa quý anh chị? dạ yeah, thì um, thật sự ra bên này uh, của bên um, Vẻ đẹp houston thì chỉ cần quý vị uh, register hai ngày trước cái cái hội thảo thôi là tụi em có thể sắp xếp được uh, chỗ ngồi uh, nhưng mà tất nhiên một lần nữa nếu mà reach được đến 100 cái số số ngồi thì uh, bên ban tổ chức sẽ liên lạc những quý vị uh, để mời quý vị uh, đến với những cái hội thảo kỳ sau dạ yeah. <laughs> dạ vâng à, đó là về tất cả những thông tin chi tiết về hội thảo vẻ đẹp hiêu sinh à, khi quý vị đến với hội thảo vẻ đẹp hiêu sinh chắc chắn là quý vị sẽ được những cái kiến thức mà quý vị sẽ cảm thấy nó hữu ích cho cái công việc của quý vị đúng không ạ à, vậy thì nếu như mà không có vô trong website có những người họ không rất là ngại đi vô trong internet vậy thì có cách nào họ ghi danh qua điện thoại hay không hay là chỉ có phải vô internet mới ghi danh được Dạ, tụi không... em có thể đăng ký qua số điện thoại. Dạ, cái số điện thoại của bên em là bảy, Thì uh, cũng như đăng ký trên mạng thì anh chị chỉ cần đưa em họ tên đầy đủ, địa chỉ email và số điện thoại thì tụi em sẽ làm giúp. giúp. Dạ, làm dạ đúng ạ. Thì rồi. <laughs> thay vì cũng thể không gửi email cho mình sẽ text qua điện thoại thì dễ dàng hơn. Dạ dạ. 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 Nghĩa là quý vị có thể gọi điện thoại nếu quý vị cảm thấy À, ngại không có muốn đi lên internet rồi đi vô cái website nhưng yeah. mà ghi danh à, có những người họ rất là thích gọi điện thoại dạ, thôi dạ. chứ không có muốn đi lên yeah. mạng rồi mở email rồi kia à, phức tạp quá dạ. thì, thì à, em chắc dám... là một lần nữa đọc cái số điện thoại chậm chậm thôi để lỡ như ai muốn ghi thì người ta cũng có thể ghi kịp đó Vậy tùng... yeah. thì em nói lại sẽ có hai cách để ghi danh cách đầu tiên là mình vào thẳng website là www vẻ đẹp houston com và cách thứ hai là gọi vào số điện thoại là 281 484 7777. Dạ. gọi vô số đó là gặp anh Tùng đúng không ạ? Dạ chắc chắc gặp em. <cười> 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 dạ, lỡ như có anh nào muốn ghi danh với Uyên Vi thôi thì sao? Dạ cũng số đó thôi ạ, à, chị. <laughs> à, không thì lúc đó em transfer qua cho chị Vi. <laughs> câu trả lời rất là khôn quá. <laughs> dạ vâng và quý vị đang theo dõi chương trình nail and beauty đến với quý vị vào mỗi thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ và cũng như là quý vị đã biết mỗi một show thì chúng tôi có những cái vị khách mời khác nhau để mang đến cho quý vị những cái thông tin khác nhau và được cái, sự, cái show này có thành công cũng là nhờ công ty t4 spa để đã bảo trợ cho chương trình yeah. xin cảm ơn t4 và cảm ơn anh Tùng cũng như là Yên Vi đã đến với show ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Em cảm ơn chị rất nhiều và cũng như là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong ngày hội thảo vẻ đẹp hư Sinh sắp tới ngày 1 tháng 5 thứ tư từ 7 giờ tới 9 giờ. Dạ yeah, em cũng cảm ơn quý vị rất nhiều và hy vọng là ngày hôm đó em sẽ gặp được rất là nhiều người thì vì đây là một cái ngày là không thể nào bỏ qua được. Dạ <laughs> vâng, <Yeah, cười> à, xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình. Nail and Beauty và xin chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nail and Beauty vào thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ tuần sau.